Trên xe cứu thương này không hề có bệnh nhân mà có hơn 10 người khỏe mạnh ngồi chen chúc nhau. Trưa 13 tháng 6 năm 2021, chỉ huy chốt kiểm dịch huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý trường hợp xe cứu thương nhồi nhét 12 người mà hoàn toàn không phải là người bệnh. Trước đó khoảng 21 giờ 20 phút ngày 12 tháng 6, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một xe cứu thương phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe đang chở theo 12 người và không có bệnh nhân. Qua làm việc, một số người trên xe khai đã bắt xe cứu thương này từ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về ngã ba Triềng Bắc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với mức giá 300.000 đồng một người. Lực lượng chức năng đã yêu cầu những người trên xe khai báo y tế bắt buộc, đồng thời lập biên bản với tài xế về lỗi chở quá số người quy định, không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe để xử lý theo quy định của pháp luật.